đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ với cô Diệu Thảo. Cô, nguyên liệu này là sao mà em nhìn lạ quá vậy? À, đây là một cái loại thực phẩm mà mình sử dụng để chế biến trong các món ăn, và đặc biệt là các món ăn của người Hoa thì hay sử dụng lắm, gọi là tóc tiên đó. À, ra đây là tóc tiên á hả? Hồi đó giờ em chỉ ăn tóc tiên trong nồi thôi nên em không có biết nó vậy. À, thông thường thì tóc tiên được bày bán ở chợ ở dạng khô. À, tóc tiên này là cô đã sơ chế rồi. Mà Minh Châu biết không, tóc tiên thì có vị mát và vị ngọt thanh tự nhiên mà lại có tác dụng giải nhiệt nữa. Như vậy thì hôm nay mình ăn món gì vậy cô? Đó là món súp tóc tiên bí đao. Súp tóc tiên bí đao nấu chỉ trong tích tắc, Minh Châu sẽ được thưởng thức ngay một món ngon trong 10 phút. Cô ơi, chắc chắn trong món này mình không thể thiếu tóc tiên đúng nè rồi. Bí đao nè, đúng rồi. Còn gì nữa không cô? À, mình còn chuẩn bị thêm 200g tôm sú cắt hạt lựu, một cái trứng gà, một ít bột năng nè, tiêu xay và không thể thiếu hương vị đậm đà của hạt nêm Aji ngon. Cô ơi, em biết rồi nè, trước khi nấu súp thì mình phải nấu nước. Đúng rồi, chính xác. Minh Châu càng ngày càng giỏi. Minh Châu đặt lên bếp giúp cho cô 1 lít nước và chúng ta nấu. Trong khi chờ cho nước sôi thì chúng ta chuẩn bị các nguyên liệu còn lại. Nguyên liệu chính của món súp tóc tiên bí đao là chúng ta sử dụng phần tóc tiên này. À, tóc tiên mua về thì bao giờ nó cũng ở dạng khô. À, Minh Châu và quý vị khán giả cũng lưu ý là chúng ta sẽ ngâm trong nước cho mềm. Sau đó chúng ta sẽ rửa qua phần tóc tiên này với nước có pha gừng để khử đi cái mùi tanh của tóc tiên. À, em nhớ rồi, như vậy là chúng ta sẽ ngâm tóc tiên vào nước có pha gừng. Rồi sau đó chúng ta dùng kéo cắt ngắn bớt những cái sợi tóc tiên này đi. Tôm sú chúng ta bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi và chúng ta cắt hạt lựu. Sau đó sẽ ướp vào khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Rồi, sau đó sẽ trộn đều phần này lên. Và để một thời gian cho thấm gia vị đúng không cô? Ừ, chính xác rồi. Bây giờ đến phần bí đao thì Minh Châu lưu ý là bí đao khi chúng ta gọt vỏ xong, rồi chúng ta bỏ cái phần hạt và phần ruột ở phía bên trong bí đao nè. Dạ. Rồi sau đó mình mới sắc hạt lựu. Ví dụ mà em không bỏ ruột được không cô? Thật ra bí đao là một loại trái rất tốt cho cơ thể, là vì nó chứa nhiều nước có tác dụng thanh nhiệt mà nó lại ít năng lượng nữa. Dạ. Cho nên là rất thích hợp cho những người muốn giảm cân đó. Giảm cân. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng luôn cái phần ruột á, thì khi nấu món ăn nó thường hay có cái vị chua, cho nên là trong các món ăn cô bỏ đi cái phần ruột. Dạ. Như cô Diệu Thảo đã nhắc nhở, quý vị khán giả nhớ là chúng ta nên bỏ đi phần ruột của bí đao để món súp không bị chua nha. Dạ, chúng ta sẽ sắc hạt lựu hết phần này. Rồi, rí này chúng ta cắt nhỏ cho vào trong súp nè. Bây giờ đến phần bột năng. Minh Châu rất là rành giai đoạn này phải không? Dạ đúng rồi. Minh Châu sẽ trộn đều bột năng với nước và khuấy đều lên. Dạ. Trong khi đó thì cô sẽ đập trứng ra chén. Trứng chúng ta sử dụng 1 cái trứng gà và lấy hết cả phần lòng trắng và lòng đỏ. Sau đó cô sẽ đánh đều cái phần trứng này lên. Chúng ta sẽ qua giai đoạn là nấu súp. Trước tiên là chúng ta sẽ cho hết phần bí đao này vào. Cô sẽ nêm vào đây là 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon. Dạ. Nước gần sôi trở lại rồi, chúng ta lại tiếp tục cho tôm vào. Để lửa lớn để cho tôm chín nhanh nha. Dạ. Phần bột năng đã khuấy đều rồi, cô sẽ cho vào và Minh Châu sẽ khuấy đều để cho bột năng này được hòa đều. Nước sôi rồi cô Thảo ơi. Rất là nhanh sôi thôi, cô cho trứng vào. Dạ. Khi mà chúng ta cho trứng vào nồi súp thì nồi súp phải đang sôi thì mới tạo được những phân nhỏ. Minh Châu khuấy những cái phần trứng này để lấy hết phần trứng ở trên còn lại. Rồi, bây giờ Minh Châu giúp cô cho phần tóc tiên vào là chúng ta tắt bếp được rồi. Dạ. À, Minh Châu nhớ lưu ý khi cho tóc tiên vào chúng ta phải tắt những cái sợi tóc tiên này ra, chứ không nó sẽ bóng cục, sẽ không ngon và không đẹp. Dạ. Rồi, bây giờ cô tắt bếp. Đã xong rồi. Nhìn đẹp mắt quá cô Thảo. Đúng rồi. Cô sẽ trang trí một cọng ngò rí nè, rắc thêm một chút tiêu vào nữa là xong. Dạ. Minh Châu muốn làm gì đó? Dạ em mời cô dùng thử. Cảm ơn Minh Châu rất là nhiều. Nhưng mà cô muốn Minh Châu thưởng thức trước và cho cô biết món ăn này như thế nào rồi cô mới ăn. Dạ em sẽ thử. Nóng quá, món này ăn nóng thì mới ngon, nhưng mà phải từ từ vừa thổi vừa ăn chứ. Tại vì em không thể cầm lòng được. Rất là thơm và ngọt, ngon nữa. Mà tóc tiên á,
Bây giờ hiểu công dụng của tóc tiên lại càng cảm thấy tóc tiên ngon hơn. Cảm ơn Minh Châu, và chắc chắn quý vị khán giả sẽ thực hiện ngay món súp tóc tiên bí đao này cho gia đình cùng thưởng thức trong mùa hè nóng nực nha. Món ngon trong 10 phút. Những món ngon trong 10 phút mà chương trình giới thiệu đến quý vị chắc chắn là vừa đảm bảo các tiêu chí là ngon nè, bổ nè, mà lại rất dễ thực hiện nữa chứ. Chính vì vậy mà quý vị nhớ thực hiện và chia sẻ cảm nhận của mình với chương trình nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 061-882-6188. Bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi, 10 phút trôi qua thật là nhanh phải không ạ? Cô Dự Thảo và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.